Xin chào tất cả các em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio lên một cấu hình 715 leo mới và lên cho anh Hà ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Một cặp loa 715 full đơn, một bát, một chép, 40 tứ leo. Và cặp 715 này bác mua về để làm sự kiện và đánh thêm tăng lời trong các bộ giàng của bác. Cặp này là bác có giá Tùng Nguyễn làm cho bác là có giá 8,7 triệu, bát neo, tép neo. Và cặp loa này là bác đánh với các cặp loa 725 rồi 715, nhưng mà tiếng của nó rất tối nên bác nâng cấp thêm một đôi 715 cho nó nhẹ để bác cho lên trên, để cho tiếng cao sáng hơn khi bộ dàn của bác đánh nhảy nhạc sàn thì nó rất là uy lực, nhưng mà hát thì nó tiếng tối nên bác đã nâng cấp một cặp loa 715 với cấu hình là bát neo, tép neo của BNC. Và bộ này, bộ đôi loa này có giá 8,7 triệu anh em nhé. Đôi loa này 8,7 triệu và cấu hình 715 thùng ván ép chống nước cực kỳ đẹp của Tùng Nguyễn. Các bác nhìn cái thùng Tùng Nguyễn nó lên rồi nhá, tem mác các bác nhìn rất là xịn nhá, lưới đẹp và thùng ván ép chống nước. Thùng 715 JBL này đánh sự kiện rất là sang. Và bác nào dùng gia đình thì cũng có nhiều bác bây giờ chơi 40 thì dùng cặp loa này đánh gia đình cũng rất hay. Và phòng hát đánh cặp loa này đánh tiếng nó rất là tuyệt vời. Phòng hát này dùng gia đình, bác nào dùng 40 này muốn đánh gia đình tiếng ca sáng, đánh thêm quả súp nữa là ok, chất âm rất tốt. Đây là dòng 715 từ leo anh em nhá. Full đơn một bát một chép. Đây là cấu hình bát của nó. Củ leo của nó là củ 74-75, côn 75-75. Leo của BNC anh em nhá. Côn 75-75 đây. Các bác nhìn cái côn nước đồng của nó chưa? Em chỉ cho các bác này. Đây là cái khe này của Nguyễn nghiêng nghiêng này, các bác có thể nhìn thấy được cái nước đồng của nó. Đấy. Chạm nhún màu đồng, leo BNC. Côn 76, xương nhôm trẻ đôi. Tất cả cái dòng leo này của Tùng Nguyễn hôm nay lắp là đều đồng bộ của BNC. Đấy, màng của nó đây. Màng của nó là màng sơn dầu, cho tính ca rất tốt và đi làm sự kiện thì tránh khỏi mưa nắng. Màng sơn dầu chống nước, gân vải tẩm dầu 2 gân. Đấy, côn 76, tính ca cực tốt. Con này Tùng Nguyễn giáp nên cấu hình là phân tần BA280JBL. Full đơn, bát 40, một bát một chép, kèn 750 leo. Và bông Tùng Nguyễn bắn rất là dài trong sâu vào đây. Nhưng cái điểm này Tùng Nguyễn sẽ không bắn sâu vì ở đây nó có cái lỗ thông hơi anh em nhé. Có cái lỗ thông hơi, mình không nên bắn sâu quá, bắn sâu quá nó bịt hết lỗ thông hơi. Thùng ván ép chống nước anh em nhé, thùng của nó Tùng Nguyễn nhập thùng rất là đẹp, chắc chắn anh em nhé. Các bác để ý nhé, thùng 715 phải phễu to như này này. Phải phễu to như này mới là phễu chuẩn của 715 mà nó đẹp anh em nhé, chết là chắc chắn. 715 phải phễu to như này mới là cấu hình chuẩn. Đấy. Và đây là cái giá để đỡ củ tép. Giá này là đỡ củ tép để anh em đi làm khi các dòng tép 750 từ thường nó sẽ đỡ vào đây. Nó sẽ tránh gãy củ nhé. Còn đây là củ tép. Củ tép này là củ tép neo bi. Con này cũng là thương hiệu của BNC DM160-8. Đây là củ tép neo anh em nhé. Neo bi côn 75. Giá của một cặp củ tép này là 2,2 triệu. Giá của một cặp bát này là 3,050 triệu. Neo BNC. Và giá của một đôi phân tần BA280 là 850. Bây giờ Tùng Nguyễn sẽ test nhạc cho anh em nghe, đánh giá chất âm. Đầu tiên Tùng Nguyễn sẽ test một bản nhạc không lời cho anh em kiểm tra tiếng bát và tiếng tép. Và sau đó Tùng Nguyễn sẽ test một bản nhạc vàng cho anh em nghe, để anh em kiểm tra rõ ràng cái dòng loa này của Tùng Nguyễn.
bản nhạc có lời ca và tiếng trống mạnh để cho anh em nghe. Chỉ nguyên một đôi leo leo nhá anh em nhá. Các bác bảo là Tùng Nguyên hát thêm chút cái leo. Tạm biệt tất cả các bác, hẹn các bác trong một clip sau và mới nhất của Tùng Nguyên nhá.